Cần Thơ. Bến Ninh Kiều. À đây ra bên cầu tàu đây ra. Đi con này là cái bà ba dắt nè, đến thôi lộn tàu nè. Nè đứng đây đi đợi nha. Ở đây đợi cái tàu màu tím vô dắt xuống. Ờ, tàu màu tím nữa kìa. Một tím, một tím. Bà ba ơi, bà ba không có đi dưới cái đầu này. Bà ba lên đi, chút xíu bà ba đi rồi, chỉ dắt hết lên thôi. À. Rồi, rồi, bà ba đi ngược lại đằng đây. Rồi, rồi, đằng con nó khác nào dắt lên đây đi. Ok. Cái gọi sân ghế nó cứ lòng trọng thế này. Đấy, đây có phao, có gì mà phao. Mà có phao sẵn vào đi. Lên cái chạy luôn kìa. Hôm nay con có nhiệm vụ á, chú anh Tịnh không á, nhiệm vụ á, đưa đoàn chúng ta đi đến đây về an toàn cái nhà. Thì trên chuyến hành trình này gia đình cần thắc mắc hỗ trợ gì em sẵn sàng hỗ trợ cho mình nhé cái nhà. Đây các bạn ơi, chắc phát chặt hai dễ thương lắm, mình mua một chục bắp 12, một chục dừa là 14, xíu xíu và tới chai nổi anh chị, mình mua 5 bịch hủ tiếu rồi tặng cho mình một gói hủ tiếu, 10 bịch hủ tiếu tặng cho mình hai gói hủ tiếu và dẫn như thế anh chị. Trung tâm thành phố Cần Thơ nó sẽ nối liền quốc lộ 91B đi đến tỉnh An Giang và Châu Đốc, bên tay phải hướng dẫn nó sẽ nối liền quốc lộ 1A đi đến Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Thì đây là một cái cầu huyết mạch, nó sẽ nối liền đường bến xe và đường hàng không anh chị, cầu mang tên cầu Hưng Lợi nha, rất tuyệt vời đúng không ạ? Rồi à, khi mà mình qua cái cầu Hưng Lợi này thì tí xíu đó cả nhà mình đã đến với cầu thứ ba, thì cầu thứ ba mang tên là cầu cái răng anh chị, cầu cái răng.
Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho anh chị, cho em hỏi lại một lần nữa nha. Anh chị nào mà đi tem màu xanh, muốn chuyển qua tem màu hồng á, muốn chuyển qua tem màu xanh đó anh chị. Anh chị được muốn chuyển tem không? Rồi, nhận biết giúp em nha. Những cái ghe buôn bán trên sông, tàu chơi nổi, cứu chơi nổi của mình là 500 mét nha anh chị. 500 mét nha, người ta rất tập trung là bên bồi để cho ta buôn bán thuận lợi và an toàn hơn nha. Rồi, nhìn kỹ giúp em nha. Cái ghe nào treo á, treo bẹo á anh chị, thì cái ghe nó sẽ bán. Cái ghe nào không treo thì đến đây thu mua sản phẩm để đem về với hương của họ, bán những cái chợ khác trên đời nha anh chị ạ. Mấy người nhỉ? Người ta treo bèo, cách treo bèo rất là độc đáo nha. Treo một củ là bán lẻ nha, treo nhiều củ người ta sẽ bán là xỉ lẻ với nhau nha anh chị. Rồi, chợ của mình đang hoạt động anh chị, đang hoạt động rất là nhộn nhịp anh chị ạ. Cái sùng ba lá, nhưng mà sùng ba lá giờ không còn nữa, người ta sẽ bán bằng những chiếc ghe bầu giữa nông sản. Thì ghe bầu của họ anh chị, người ta phân làm ba đoạn nha, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối anh chị. Đoạn đầu á có một cái trụ cắm nhang trên đầu tàu, mỗi sáng ta cắm nhang luôn, ta cầu là vua mai bán đắt. Còn chính giữa tàu là để chở nông sản, còn cái đuôi tàu anh chị và cái bon tàu ở dưới thì để ngủ, ở trên thì các bạn ăn cơm, phía sau tàu là các bạn rửa chén nha anh chị. Một chiếc ghe là một gia đình, ghe là nhà của họ nha. Rồi mình sẽ nhận biết người ta xỉ lẻ với nhau anh chị. Hồi xưa người ta xỉ lẻ với nhau á, người ta để bằng những cái cần xé, cái sọt, cái bao. Nhưng bây giờ người ta không để bằng cái sọt, cái bao, cái cần xé nữa, người ta sẽ để bằng những cái bọc anh chị, gọi cái túi bóng đó, để người ta sang tàu, sang qua, sang lại cho dễ dàng hơn thôi. Cái túi bóng của họ tầm là khoảng là 20kg nghe cả nhà, cái bọc là tầm khoảng 20kg để sang tàu qua lại cho đơn giản thôi nha. Rồi nhận biết cho con nha cái nhà, người ta che gì bán đó đúng không ạ? À, thì nhận biết con là cái gia đình có thấy được cái chậu, cái chậu khoai môn không? Chậu khoai môn trên đầu tàu không? Người ta không cần treo nữa, ta để một cái chậu vô, mình ta đã biết là mình bán, đã bán khoai môn nha cái nhà. Rồi giờ làm việc của người dân đây rất là tuyệt vời cái nhà, rất là nhộn nhịp, không thui những cái chợ trên đời hết trơn nha, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, AG thì đến từ An Giang nha, quê anh là đến từ Vĩnh Long anh chị, CT là Cần Thơ nha, đến rất thì đến thành trên những nơi ở chợ nổi này buôn bán để cho hàng hóa xỉ lẻ với nhau cả nhà. Xoài to rồi, xoài gì á, xoài cát hồng cô, mặt lép luôn. Rồi những có những loại ghe trái cây đó anh chị có thể là dùng thử thoải mái anh chị, được mình mua không được không sao, thì những loại trái cây anh chị ăn cứ liền nữa anh chị. Rồi anh chị cô chú ơi, ở kênh Sơ Tô Linh Sơn. Rồi chợ của mình đó chị là chợ củ quả, chợ nông sản với nhau nha. À, cách treo họ thì cách treo bèo đúng không ạ? Nhưng mà có một cái treo mà ta không bán đó là treo quần áo lên anh chị. Treo quần áo lên họ không bán nha cả nhà, đưa giúp con nha. Không phải là treo một cô gái đẹp, bán một cô gái đẹp nha cả nhà. À, chợ của mình là chợ xỉ lẻ rau củ quả thôi nha cả nhà. Ai đây có những cái sữa đậu nành anh chị, đậu nành của mình có 10.000 một lưu thôi, đậu nành nóng và đậu nành đá nha. Rồi mình cứ mua lên đây, mình vô bán sáng, để ta bán sáng luôn nha anh chị, không sao hết nha. Rồi, cô chú của mình ơi, gia đình của mình chuẩn bị là tới điểm tâm ăn sáng nha. Gia đình của mình là tới điểm tâm ăn sáng nha. Thì lưu ý con nha cả nhà. Khi mà gia đình lên ăn sáng á, thì gia đình của mình sẽ ngồi chung một cái bàn. Rồi,
cẩn nhá. Bên đây. Bây giờ ra anh dưới à? Chân dài kìa. Dạ chú muốn thử không ạ? Đây phụ nữ chân dài. Dạ đây là cho thử hết cả nhà. Phụ nữ chân dài à. Lại gặp tàu này. Dạ. Lại gặp tàu này. Không, cái nhà kia.
cao quá nhỉ. Chú bước bên đây con đi ạ. Hướng tham quan đây mà. Hướng tham quan. Đây bảy mấy màu luôn này. Mấy màu luôn nhỉ. Cứ bình tĩnh. Nhà này cũng nhà cổ đấy nhá. Đây làm kẹo và kẹo dừa. Kẹo dừa không đường. Con không có lát tòng, con có mối rồi chú. Con gắn nước. Khu rắn nước là cái đỏ đỏ kia hả? Cái này khu rắn nước này hả? Sao nó ngắn vậy, con rắn nó ngắn vậy hả? Con rắn này nó phải dài dài chứ. Bây giờ về luôn hả em? Được kiếm cái chú kia không phải nói về đó mà con thấy ổng là có chú ở trên nhiều lên không? Chú ơi trên ngàn, hai ngàn đi. Dạ không có không ạ. Đây rồi. Nhìn thấy mấy chú, cô chủ đẹp. Cô mua hết quán người ta rồi. Thấy màu mè, màu sắc luôn. Bây giờ đâu cũng thế, lên Sapa miền núi cũng cho xôi đủ màu luôn.
tàu du lịch Tư An. Dạ. Mai Linh. À, Côn Đảo à? Cần Thơ đi Côn Đảo luôn, nghe nhỉ? Hay đấy. Trước này chỉ có cái trận này chắc chắn ở đây thôi. Thank you nha. Dạ cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn em. Dạ cảm ơn.